Ngày 18 tháng 8, Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố bị can bắt tạm giam Phạm Ngọc Sơn, 23 tuổi, trú tổ 21, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Theo kết quả điều tra tháng 7 năm 2023, qua mạng Internet, Phạm Ngọc Sơn phát hiện nhiều trang mạng nước ngoài có sử dụng vũ khí quân dụng được làm từ nhựa thông qua máy in 3D. Từ đó, Sơn tìm kiếm các bản thiết kế súng và đặt dịch vụ in 3D tại Việt Nam. Nhận được các linh kiện in 3D, Sơn tự làm thêm nòng súng bằng đồng, khoan tiện kim hỏa và lò xo để lắp vào súng. Khi súng đã hoàn chỉnh, Sơn đăng bán. Ngày 12 tháng 8, Sơn đem 4 khẩu súng gửi cho khách hàng thông qua dịch vụ giao hàng tại bưu cục giao hàng tiết kiệm ở phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu. Sau khi Sơn gửi hàng, cơ quan an ninh điều tra phối hợp với bưu cục kiểm tra phát hiện và tạm giữ 4 khẩu súng theo quy định. Cơ quan an ninh điều tra đánh giá súng in 3D bắn được đạn thật là loại vũ khí đặc biệt nguy hiểm. Vì vậy, cơ quan an ninh điều tra công an thành phố Đà Nẵng đề nghị các cơ sở in 3D chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về kinh doanh dịch vụ in ấn, không tiếp tay cho các đối tượng in ấn các loại linh kiện vũ khí quân dụng.